Con này là muốn chạy nhưng mà nó bị vướng vào đây này các bạn này. Mày chạy đi đâu? Chạy đâu hả em? Đây đây anh giải thoát cho, anh giải thoát cho. Chạy đi. Đấy. Vân Đình là một thị trấn nhỏ nằm ngay bên con đường chảy hội chùa Hương. Thị trấn Vân Đình có diện tích 5,38 km². Vân Đình không chỉ là vùng đất lịch sử mà còn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện Ứng Hòa. Qua hành trình khám phá ẩm thực Vân Đình, Hà Nội Food xin gửi tới các bạn những trải nghiệm ẩm thực về hương vị, hình ảnh và con người Vân Đình đương thời, kèm theo một chút nuối tiếc về sự mai một của một giống vịt huyền thoại sắp đi vào quên lãng. Nhà vịt bây giờ là vịt cỏ hay vịt gì hả cô? Không có vịt cỏ đâu, nói chung là vịt nuôi thôi. À, cỏ giả dụ như bọn cô nuôi dân dã thì mới có, thì mới đâu ra. Các trang trại vịt người ta nuôi đấy, xong người ta bán mang chở bán cho dân. Cháu muốn đến tận các cái trang trại đấy, cháu quay một vài cảnh. Cô có thể cô giới thiệu cho cháu là ở chỗ nào không ạ? Bây giờ cháu phải đi xuống vùng xuôi. Cháu đi vùng dưới là Hồng Văn. Đi xuôi xuống dưới này ấy à? Không, chợ cháy ở dưới kia. À, chợ cháy ấy à? Bác cho con hỏi chợ cháy nằm đâu bác nhỉ? Chợ cháy phải đi trên kia, xong trên ngân hàng cũng không còn ra cơ. Đi xuống đây là hơi quá rồi. Cái chỗ ngã ba đây đúng không ạ? Hả? Chỗ ngã ba đây đúng không ạ? Để lên chỗ Việt Vân Đình này sẽ cháy đi ra. Qua chợ cô bên đây. Vâng, vâng. Vâng, vâng, chào cảm ơn ạ. Chị ơi, cho em hỏi chợ cháy nằm đâu chị nhỉ? 500 mét nữa. À đây à, anh muốn tìm nhà hàng mà có vịt cỏ. Nếu mà được thế thì rất là tốt. Để em hỏi nên ăn liên tục ở trên đấy có quán nào là quán vịt cỏ như ngày xưa đúng không? Ờ. Có. Em muốn quay về cái truyền thống nuôi vịt của Vân Đình thì vịt này bây giờ vịt nai cách hết rồi. Bây giờ bởi vì một cái đàn vịt nào nó thuộc dòng vịt như này là những cái đàn cỏ chứ. Bây giờ còn không anh? Cái này thì mình chịu. Ngan con vừa bán sáng nay xong. Rồi chỉ có ngan con thôi. Vào đây xem đàn ngan nào. Ô nhà mình ở đây làm nước mắm rượu rượu. À rượu à? Rượu. Sáng nay bán hết đàn to rồi. Còn đàn con rồi. Một đàn của nó khoảng bao nhiêu con này? Tùy mình bắt bao nhiêu mình nuôi. Tại trước chỗ này là nuôi lợn hết, bây giờ là chuyển sang nuôi ngan. Ở đây khoảng bao nhiêu con này em? Chỗ này khoảng phải tầm khoảng 800 con đấy. Khoảng mấy tháng thì có thể xuất chuồng được? Nó khoảng 70-75 ngày. 70-75 ngày, 2-3 tháng. Vịt là khoảng 5-2 ngày. Nhưng mà ngan phải nhìn lâu hơn. Ừ. Đằng này gà, đằng kia nuôi gà. Gà thì thả ngoài rồi. Gà nuôi thì thịt dần hết, gần hết rồi. Còn gà mái để trứng. Thế là ngày trước là em bảo là chuồng này, chỗ này là nuôi lợn đây đúng không? Thế là cải tạo lại nuôi ngan. Ngan nó ít dịch bệnh hơn à? Lợn bây giờ là nó đắt quá. Nhà mình không có đủ vốn để mình cấp cái giống về. Mấy triệu một con giống, 3-4 triệu một con giống cơ. Đây là ngan nhà em. Gà bây giờ có nhiều hộ là chuyển sang nuôi ngan đúng không em? Có cũng có. Nhà anh bên cạnh đang máy xúc cũng nuôi ngan. Nhà đa số thì vẫn là nuôi vịt đúng không? Có nuôi vịt thì là nhanh hơn. Cái này là mình nuôi cá lâu chưa anh hay là mới chuyển sang nuôi cá đây? Kết hợp vừa nuôi vịt vừa nuôi cá luôn à? Từ xuống đây là làm luôn, kết hợp cả hai ba nuôi vịt luôn. Ôi nhiều cá không này? Sai cũng nhiều. Trong này toàn cá chấm rồi em. À có cả cá rô này. Chấm trôi chép nhưng mà. Cá rô này thì em sẽ làm gì em? Loại cá bé này. Rô này mình sẽ bỏ đi ạ. Bỏ đi chứ không dùng gì luôn hả? Toàn lợn, toàn gà. À thế à? Đun lên. Nếu mà để trong hồ thì làm sao hả em? Không, hồ nó sẽ hỏng cái ao. Hỏng ao, nó ăn thức ăn của cá mình nuôi đúng cá không? Cá to và cá to nó sẽ hỏng. Nhưng tại sao nếu mà mình không nuôi mà nó lại vào được đây nhỉ em nhỉ? Nó đi theo nguồn nước ở ngoài mình bơm vào. Có thể lúc đầu là trứng. Nhưng anh thử kéo phát được không? Được. Kéo nhanh không thì nó nhảy đấy. Lại phải cân nguội. Ôi trời ơi. Anh bảo đảm là Quân kéo lên nhá. Đi hết cá. Anh nhầm. Bởi vì là cái kéo này là phải cần khỏe và kéo nhanh. Bảo đảm ít cá này. Đấy. Ôi. Nhiều hơn cả mình đó. Ôi có con to kìa. Cái con trắng này. Con này chắc được khoảng 6-7 lạng. Đây
này, cá vàng này. Có cả cá vàng luôn này. Cá vàng lại bỏ đi à? Bỏ đi hết. Mình hy vọng rằng lần này mình sẽ kéo được nhiều hơn lần trước. Ấy, mạnh lên. Không có. Ôi giời ơi. Dân duyên bao giờ cũng khác nhá. Không hiểu sao mình kéo cá bé thế, cá to chắc không kéo là sợ mình. Không mạnh vào. Nhanh à? Mạnh vào. Không có. À đấy đấy, có ô con rùa to tướng này. Đấy, đi ra có con này. Đáng để ăn anh hiểu không? Đi ra đây đã thấy nhìn thấy đàn vịt rồi. Ở đây là bạn Thành này, bạn dẫn mình đến một trang trại chăn nuôi vịt khá lớn ở trong khu vực này. Ở đây là các đầm này là của các nhà khác nhau ấy, hay là anh chủ ở đây, của chú ở đây. À chỉ của mỗi chú ở đây thôi à? Các đầm này luôn hả? Như mình thấy ở đây thì vịt không phải là vịt cỏ đâu các bạn ạ. Và thực ra theo như mình được biết thì vịt cỏ bây giờ hiện tại ở khu vực Ba Vân Đình này người ta nuôi không nhiều. Lý do là cái năng suất nó cho ra là không được tốt ấy, bởi vì là mỗi con nó chỉ khoảng 1,5 cân đổ lại thôi. Và nuôi nó cũng hết sức là vất vả. Vịt này thì em có biết nó là giống gì không? Đây là vịt đùa bầu cánh trắng. Vì đây rất là to, chắc là mỗi con này phải trên 2 cân đấy nhỉ? Khoảng 2,5 cân. Ừ. Ồ, ở đây toàn phân vịt này. Toàn phân với cả cám vịt. Đây là nhà anh chủ trang trại. Anh chuẩn bị cho vịt ăn đi anh. Cho cá. Cho cám đổ cho vịt cho cá nó ăn chứ còn làm gì đâu. Ở đây mấy cái đầm này là của anh của Thống nhà hay hết này? Tất cả của nhà. À đấy, chỗ này là có bao nhiêu con vịt đấy hả anh? Chỗ này nó tất cả to nhỏ thì nó hơn 2,000. Em nhìn thấy khả năng vịt này khá to rồi, chắc mình chuẩn bị xuất chuồng rồi đúng không anh? Vịt này chuẩn bị xuất. Bên kia thì nó nhỏ kìa. À. Đạt bên kia nó 1,000. Vâng. Ở đây là tròi mình, đêm mình ngủ đây luôn hả anh? Ngủ đây thôi. Vâng. Ôi trời. Trước xây rồi. Vâng. Nhưng mà nhà nước thúc cái bờ đê này đâm ra phải phá đi. Vâng. Dựng tạm. Nhưng nuôi nhiều vịt như này chắc phải có người hỗ trợ anh nữa chứ đúng không? Một mình anh sao mà nuôi sể. Không, một mình thì có gì đâu. Cá nó ra ngoài kia thì quay nó về được. Vâng. Ở đây thì là thu nhập chính là từ cá hay là từ vịt anh? Bởi vì là em thấy ao cái đầm chủ này cũng rất là to. Chủ yếu là cá. Chủ yếu lại là cá luôn à? Nuôi hỗ trợ với cả vịt cả cá, nói chung là mỗi thứ một tị. Đây cá gì rồi tí trở ra đây. Cái này là thức ăn riêng cho cá đấy anh. Không, cái này cá nhỏ của ao này. Vâng. Một ngày nó ăn hết có nhiều thức ăn này không hả anh? Một ngày bây giờ nó ăn hết độ khoảng tầm 6 bao. 6 bao này luôn? 6 bao này. Ôi, thế là chỗ này anh chỉ cho được ăn khoảng tuần nữa là hết nhỉ? Và cám vịt đây độ khoảng tầm bây giờ nó ăn tầm 11, 12 bao một ngày. Ôi thế cơ à? Bao 40 cân đây. Vâng. Đàn kia giờ nó ăn 5 bao, đàn nó ăn 6 bao là khoảng 11 bao. À, các đàn này nó có sống lẫn lộn vào nhau không anh hay là nó đi không, theo đàn? Không, tất riêng chứ. Đây nó ở ngoài này, ra đây này. Anh ơi, sao bây giờ mình lại không nuôi vịt cỏ nữa anh nhở? Không. Vịt cỏ là không kinh tế, nó có cân đâu. Nuôi thời gian nó lâu hơn đấy hay là vịt sao? Này bây giờ người ta nuôi chỉ có hơn 50 ngày thôi. Ừ, thế vịt cỏ thì phải nuôi bao lâu ạ? Vịt cỏ nó cũng thế. Vâng, nhưng mà chắc là trọng lượng nó sẽ ít hơn đúng không? Trọng lượng của nó chỉ có 3,4 cân thôi. À. Con này trọng lượng nó 2,3 cân mà. Nhà giá cả thì hai loại nó có khác nhau nhiều không anh? Cái kia bây giờ nó không, người ta vặt lông nó khó. À. Vặt lông khó mà lại trọng lượng lại ít hơn nữa. Trọng lượng đây con vịt này bây giờ bình quân nó phải 2,5 cân. Ăn ngoài kia là nó nhỏ hơn, nó có 1,100 vịt. Ở đây thì người ta nuôi vịt rất là nhiều nhưng mà cái doanh số chính thì lại đến từ cá các bạn ạ. Đây này, ra đây này, đây nó mới thoáng này. Vâng. Đàn này nó đông, đàn này nó tập trung đi nghìn cơ mà. Hơn 1,000 vịt. Đi ra nó xuống hết nước bây giờ rồi mà. Ra đây nồng toàn mùi kiểu mùi phân vịt ý các bạn. Ôi chỗ này vịt nhiều ghê. Ra một vịt. Ra lùa cái là nó chạy ở mầm này. Cứ đi vào đấy này, ra nó xuống đây, cứ đi từ từ đi ra bếp ngoài. Ôi trời, ô đây có cả chim nữa này. Nuôi đủ các loại gia súc luôn. Ui dồi, trơn hết vào đây, trơn lắm này.
được con nào. Mình ra mình thử bắt một con. Chạy nhanh quá. Ấy đây. Ui giời. Con. Đi từ từ thôi. Ô, con này bị mắc chân rồi này. Đỗ. Nuôi vịt này thì có khó khăn gì không hả anh? Tất nhiên phải tiêm phòng bệnh các thứ đầy đủ. Ừ, mình phải định kỳ mình tiêm phòng cho nó. Định kỳ. Vâng. Tiêm bây giờ nó này có cả cái bệnh rụt mỏ. Rụt mỏ anh? Nó tự nhiên nó tụt mỏ và ngắn đi. Ô không, thế à? Không thế... tiêm cho nó là nó đến lúc nó không có cân và không bán được. Thức ăn chủ yếu của nó là gì hả anh? Cám à? Cám đây. Đây hả? Đấy. Ô thế là nó cứ ăn khô cái này luôn rồi gì anh? Ăn khô tự nó xuống nước ao thôi. Còn cá đây thì té cám. Té cám vào nó ăn là bầm à. Ở đây mình thấy nó có một cái chòi này. Cái chòi này chắc là để cho chỗ cho vịt nó nghỉ, có chỗ che nắng cho nó. Ở phía đâu kia thì có cây dâm mát rồi. Có. Thế này thường một ngày là anh sẽ cho vịt ăn vào buổi nào trong ngày hả anh? Thời gian nào ngày trong ngày? Ngày cho ăn 2-3 lần. Vâng, sáng trưa chiều như người luôn ạ. Sáng trưa chiều như người. Bây giờ nó nóng nó phải cho ăn cả tối. À thế à, thế là lại thêm một bữa nữa. Tối thắp điện, đổ nó ăn. Vâng. Nhắc đến ẩm thực nơi đây, người ta không thể không nhắc tới vịt cỏ Vân Đình. Đặc sản vịt cỏ Vân Đình nổi tiếng khắp trong Nam và ngoài Bắc bởi giống vịt, kiểu nuôi và công thức chế biến đặc biệt của người Vân Đình. Dư cho anh cái này cái. Chào các em. Em ơi, em làm ơn cho anh hỏi là ở đây có mấy cái quán vịt ý, thì em có thể cho anh biết là quán vịt nào thường là đông khách nhất không nhỉ? Đông hơn nhất à? Ừ. Hải Lê. Vịt Hải Lê nữa. Vịt nữa. Hải Lê, đông khách quá. Ở chợ. Thực ra thì anh nghĩ là đông nhất thì là ngon nhất đúng không? Thường thường nó là như thế đúng không? Thì nhưng thì... mà anh ngon thì đấy là quán đây này, ngon ở đây này. Ngay đầu cầu này ngon này. Rất đông khách luôn. Cổng chợ. Cổng chợ ấy, đây này nghe này. Bán gì nó bán gì từ khoảng thứ 7 tầm giờ này đến khoảng 8 9 giờ tối lấy là. À thế đông à. Ừ. Thế là buổi tối này thì người ta có bán không em nhỉ? Là buổi tối có anh ạ. Buổi tối thì ở trên đây mới bán, ở dưới đất địa không. À. À anh review Hà Nội Food Food đấy không? À ừ đúng rồi. Anh hôm nay nếu mà anh review thì... anh review thì anh lên quán nhà Điệp Yến này. Điệp Yến á? Điệp Yến. Là quán đấy là ngon hả? Quán đấy thì em nghĩ là ngon. Điệp Yến với cả Điệp Yến với cả gì nhỉ? Không, Điệp nó review quán gì? Khải Lê. Ăn mới ngon. Khải Lê. Anh lên nhà Khải Lê. Canh các thứ ăn ngon. Còn nếu mà để anh review ăn thì nếu mà không review quán, nếu mà review ăn thôi em kiểu quán này nó chỉ là kiểu như dạng vỉa hè ấy, nó không phải là không anh chỉ anh muốn là giới thiệu đến người ta một quán ngon gì đấy. Quán ngon thì em nghĩ anh ngon Khải Lê. Khải Lê là ngon nhất. Nguồn gốc của vịt cỏ của làng Vân Đình từ thời xa xưa là nghề truyền thống cháo vịt. Thì nó sinh ra khi làng này nuôi vịt, một số hộ dân nông dân họ nuôi vịt thì họ nuôi vịt cỏ. Cái vịt đấy là vịt dân dã, vịt thả đồng. Vâng. Thì một năm nó có hai vụ thôi. Vụ tháng 5 và vụ tháng 10. Nó theo cái thời buổi của lúa. Vâng. Cho nên là người ta gọi đấy là vịt cỏ. Mà con vịt cỏ nó ngon nhất, to nhất nó chỉ là 1 cân 3, thường thường cân 1 cân 2 một con. À, đấy mới là vịt cỏ. Vâng. Và qua quá trình cái theo nhu cầu của người tiêu dùng. Vâng. Thì cái số lượng vịt cỏ không thể đáp ứng nổi. Vì một năm nó có hai vụ. Vụ tháng 5 và tháng 10 thì 6 tháng mới được một lứa vịt. Dạ vâng. Thì một cơ chế người tiêu dùng bây giờ người ta đòi hỏi cái nhu cầu sinh hoạt nó cao. Dạ. Cho nên mình lấy giống thêm từ cái vịt super của Thái Lan. À. Cái vịt super của Thái Lan nó từ 3 cân đến 3 cân rưỡi một con. À thì nó năng suất là cao hơn. Lại, vâng. Không, cái vịt đấy nó lấy cái vịt cỏ này nó phối giống với vịt đấy. Thì nó trở thành cái vịt mà là theo cái tiêu chuẩn là 2 tháng rưỡi một lứa. Thì một con vịt nó chỉ ra khoảng 2 cân 4, 2 cân rưỡi là vịt cao và vịt chuẩn. Đấy là vịt ngon. Giới thiệu với cháu Khoa, đây là cái trang trại vịt của bác Trịnh, chuyên môn nuôi vịt cỏ. Con chào ba. Chào cháu. Giới thiệu với bác Trịnh, đây là cháu Khoa, về làm chương trình ẩm thực của vịt cỏ Vân Đình. Thế nhà thì đây chăn nuôi thì nó cũng chỉ con số nó bình thường thôi. Ở khu cánh đồng này là nó có khoảng hơn 20 mẫu. Nhưng chăn nuôi chỉ phục vụ ít ở đây thôi, chứ còn nuôi nhiều thì nó ở chỗ khác. Thế là chỗ này đàn nhà mình là khoảng bao nhiêu con? Đàn này có 1.000. Thế là vịt này là nó chỉ ăn thóc này thôi hả bác? Cho ăn thóc này, không cho ăn cám. Đây là như cánh đồng cấy lúa này là thả đồng. Đây là tất cả một khu cánh đồng này trồng lúa chuyên môn để nuôi vịt.
Đấy, mà vịt là vịt cỏ của Vân Đình là dân dã là ăn những các cái lúa tự nhiên như này. Vâng. Nhà vịt cho nó ăn tự nhiên như này nó thịt nó sẽ chắc hơn. Thịt nó ngon hơn và nó chắc hơn. Cái thớ thịt của con vịt là nó thớ nó nhỏ. Vâng. Thứ hai nữa là vịt lạc. Vâng. Thứ ba nữa là cái bì nó mỏng dính ra. Ừ. Không bao giờ có độ hôi. Vịt đấy không bao giờ hôi. Chứ vâng. còn cái vịt cánh trắng, vịt super, nếu mà dân thường làm không biết thì vẫn cứ bảo tại sao nhà tôi mua con vịt về ăn nó hôi, nhưng mà với bàn tay các chú thì lại không bao giờ hôi vì vâng. các chú có kinh nghiệm làm cái vâng. cái vịt đấy. Như vịt này thì ai làm cũng được, không bao giờ vâng. hôi, vịt dân dã mà. Vâng. Cháu Khoa này, sau khi mà cái vịt cỏ này mà đã ấp được 10 ngày, khi nó lở vịt bơi được thì bác Trịnh bác thả xuống đồng và con vịt này dân dã nó mò cua mò ốc. Vâng. Hoặc là nó ăn cỏ tự nhiên. Vâng. Thế mà nói về vịt cỏ của mình ấy, thì vâng. là cái đầu nó nhỏ. Vâng. Thứ hai nữa về phần cánh nó vâng. phải dài. Nó dài. Đấy, lông cánh nó rất dài và nó đầy đủ như thế này. Vâng. Và cái màu lông của nó khác hẳn với vịt vâng. cánh trắng. Nó màu kem nhỉ? Màu kem. Vâng. vâng. Có 2-3 màu, màu cà kem. Vâng. Và màu đất và màu kem. Vâng. Đấy. Đấy là vịt cỏ. Một năm nó có 2 vụ vào tháng 5 và tháng 10. Vâng. Khi người ta đuổi đồng thì đấy là mới gọi là vịt cỏ. Thế là con này là đã xuất xưởng chưa? Được con chưa? Này là con này được xuất rồi. À bé nhờ, nhìn con này bé. Chỉ vào cân 3, cân 2 một con thôi. Dạ vâng. Thế là bây giờ là cái giá của vịt cỏ này mới cả so với vịt cánh trắng thì nó sẽ khác nhau như cái thế giá nào? Của vịt cỏ này mà nếu mà những người mà như các bác làm hàng bán vâng. một con vịt này tuy nó nhỏ như này thôi vâng. thì cái lượng tiền nó gần gấp đôi với cái vịt cánh trắng. Đấy là so về sản lượng hay so về con này luôn ạ? Bán một con. Một con là bây gần... một con cánh trắng kia là vâng. bác bán vào 170 một con vâng. nhưng mà với vịt cỏ như này ngon như này với khách vâng. nhu cầu ăn là phải 350. Với tập tính suốt ngày luồn vào ruộng lúa ăn rong rêu, tôm tép và sâu bọ, nước ngoài đồng càng lớn, vịt cỏ càng lớn nhanh. Ngày nay do sự phát triển mạnh mẽ của ẩm thực Việt, năng suất của giống vịt cỏ truyền thống không còn đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng mạnh của thực khách. Giống vịt huyền thoại ngày nào từ lâu đã được các nhà hàng thay thế bằng một phiên bản năng suất hơn. Tính đến nay cũng đã chừng 20 năm. Cái này nó bằng kiểu như thế nhảy ấy. Cảm ơn. Dùng wifi thì vào đang thường 3 khẩu 8 số 8. Ở đây là mình nghỉ theo đêm hay theo ngày như thế nào? Đêm là 180, cả ngày cả đêm 250, cả ngày cả đêm không anh cần bật mạng thì anh bấm vào đây nhá. Bấm vào đây này. Ok, anh cảm ơn. Mình tìm ra cái quán vịt quay ngon rồi thì khi mà đến đấy thì chú ấy nói rằng là muốn quay cái cảnh mà làm vịt thì các bạn ạ, quay vào buổi sáng. Bởi vì là buổi tối này thì chú ý cái số lượng mà vịt chú bán trong ngày là hàng trăm con, nhưng mà đến buổi tối thì nó chỉ còn một ít thôi và tất cả mọi thứ là chú cũng đã làm xong hết rồi. Thì mai mình sẽ hẹn chú ra khoảng tầm 8-9 giờ. Mình sẽ ra đấy thì chúng ta cùng ra đấy để quan sát cái cách làm vịt của chú như nào. Cũng như là mình sẽ hỏi chú chia sẻ cái cách làm thế nào để có cái vịt ngon các bạn nhé. Hơi yếu. Hôm qua chơi cầu trượt không? Hả? Chơi cầu trượt không? Chơi đấy ạ. Chỗ này chỉ có... Các bạn ơi, mình đang ở trung tâm của Vân Đình, huyện Ứng Hòa. Hôm nay mình phải ngủ lại đây để chờ vào ngày mai quay phim cho các bạn xem đây. Ở đây người ta có một cái khu đất rất là rộng và ở đây có rất là nhiều các cái hàng quán giải khát. Các bạn có thể thấy này rất nhiều luôn. Những cái khu đất rộng mà vui như thế này ở trong trung tâm thì rất là hiếm. Trước tiên là quán vịt này là nghề vịt, cháo vịt này là của ông chú. Vâng. Ông chú ruột. Vâng. Thế khi ông chú ngày xưa thì tôi còn nhỏ, tôi đi bộ đội về thì là phục vụ cho ông chú. Vâng. Là cũng làm phụ cho ông ấy. Sau khi vâng. ông mất thì mình kế chân luôn vào làm. À thế à? Thế là từ đấy đến nay là 24 năm. 24 năm. Vâng, còn trước đấy thì chú làm chú bao làm từ thời Pháp. À thế ạ, à? Thế có nghĩa là quán gia mình truyền. Vâng. Thế là từ xưa đến nay là từ ở đây luôn anh ạ. Vâng vâng. Bác ơi, cái cách chọn vịt làm nào để cho có được con vịt ngon hả bác? Khi mà mình muốn có con vịt ngon vâng. thì trước tiên là mình phải hợp đồng với chủ vịt. Hàng của tôi bán hàng chuẩn là phải từ 2:2 cho đến 2:4 là vịt ngon nhất. Là vâng lúc đó là vịt nó vừa đúng là nó đẫy. Mình bắt vịt vào một lóng này này. Vâng. Mình muốn bảo đảm được con vịt nó ngon. Vâng. Mà để cho nó không bị kêu thì nó bị hao vịt thì cái sàn này là mình phải bơm nước. Coi như tuy vịt trói chân rồi nhưng cứ thả đấy thì khi vịt nó mát rồi thì nó không kêu. À, thì nó không ao. Nó nóng thì là nó kêu. Nó nóng nó kêu. Nó kêu nhiều nó gầy hay sao? Nó giạc vịt đi. Mà nó còn bị chết đấy chứ. Thế khi mà ở dùng nước chuẩn như này rồi, đây này,
vịt Nhật như là lông gà. Đấy, cô này buổi sáng có thể là cô làm lên 100 con còn từng này. Giống như thế nào gọi là chuẩn nước ạ? Độ nước là khoảng 75%. Khi mà giống mà lấy xong cô ủ ở trong đấy. Vâng. Khi mà nó vặt được như này rồi thì bắt đầu cô vớt ra. Làm lông xong mà cái da con vịt mà nó như, chân lông nó như thế này này thì con vịt nó ngon. Chứ mà khi mà chân lông mà nó sùi lên ấy, thì là vịt mỡ. Vịt nó phanh phui ra như thế này rồi. Vâng. Con dao này mình sẽ dần vào các cái thứ này. Khi tẩm ướp là nó ngấm mắm muối vào. Cái thứ hai nữa là làm cho là cái độ là nhanh chín. Đây là cái xương bả vai đúng không ạ? Xương bả vai phải bỏ ra. Không biết thì cứ lướng để cho chín cái xương này thì con vịt nó sẽ bị khô. Lướng con vịt nó vừa đúng cái tầm chín. Khi chặt con vịt ra nó phải chảy nước ở thớt. Thì đấy mới là vịt ngon. Mà nếu mà được như thế mà chặt nó chảy nước ở thớt thì cái xương này nó đỏ. Thì khách hàng nó sẽ sợ. Trước tiên mà khi mà con vịt pha ra thành phẩm thành vịt lướng, đầu tiên là mình phải nói gia vị. Vâng. Đến gia vị gồm có hành và sả. Vâng. Hành khô và sả tươi. Cái thứ hai nữa là mì chính. Đấy. Và nước mắm mặn. Và thứ ba nữa là dầu hào. Cái dầu hào này nó quét vào con vịt này này. Tác dụng của cái dầu hào là đến lúc con vịt nó vào chín thì cái màu, cái da của con vịt nó vàng như màu cánh gián. Vâng. Chứ còn cái dầu hào này thì thực ra thì nó không có cái tác dụng gì để mà có độ ngon hết. Vâng. Ngon hay không là do tẩm ướp ba cái gia vị này. Vâng. Đấy. Thế sau khi mình tẩm ướp, mình rắc hành xả xay rồi rắc như thế này. Cái thứ hai nữa là mỗi một con là phải một thìa mì chính. Xong mình mới thoa đều lên đúng không? Vâng. Sau đó là cái phần nước mắm mặn, nước mắm cá cơm. Đấy. Mình phải cho nó phải vừa tay đúng không? Cho vừa tay thôi. Thì xong chốc nữa là bắt đầu mình mới đảo thì là nó ngấm hết. Kể cả xương này nó cũng ngọt. Mỗi một lượt là mình ướp một lần chứ không thể là đổ vào sau người là ấy được. Dạ vâng. Thì như thế thì nó mới đều được. Vâng. Nó không ngấm được. Tẩm ướp xong mình phải đảo đều vịt để cho nó ngấm. Khi con vịt nó ngấm rồi thì để khoảng 15 phút sau bắt đầu đặt lên là lướng. Ướp được 15 phút thì mình mang ra lướng. Thì cái lượng than hoa này, cái than này là mình phải lấy than củi. Thì khi than củi nó đượm rồi thì độ vịt lướng nó mới là chuẩn mà ngon. Vâng. Mình không được phép dùng than công nghiệp. Than mình giải đều rồi thì vịt mình đưa lên trên này. Mình phải tãi vịt làm sao cho nó cân, nó không bị nó co. Khi con vịt nó lướng vào chín nó không co. Đấy. Một ngày ở đây là mình bán được bao nhiêu con vịt này hả bạn? Bình quân là cứ 100, cao điểm nhất vụ chùa là phải 300 đến 350. À thế ạ. Số lượng chùa Hương nó là đây là cái điểm du lịch. Tất cả là ẩm thực là nó về Vân Đình. Thế là cái người mua của mình chính là người đi tham quan chùa Hương. Tất cả đi tham quan du lịch chùa Hương là đều mua. Họ đều về đây là điểm dừng để ăn. Vâng. Vâng em xin chị. Đây. Ở đây là mình gọi nửa con vịt luộc và nửa con vịt nướng các bạn ạ. Ở đây thì mình thấy là có hai cái loại nước chấm này các bạn này. Cái này mình nghĩ là xì dầu, nước chấm không sánh lắm. Này, trong này là có tỏi ớt này. Rất là ngon. Hơi ngọt, nhân nhớt chua. Thơm, có vị tỏi và cay. Đây là nước mắm nó đậm hơn, thiên về vị chua, hơi có cái vị ngọt, cũng có hương vị tỏi và vị cay của ớt. Đây mình thịt quay này, vẫn còn bốc khói luôn nhá. Cái miếng thịt quay này thì ở cái phần da của nó ấy, nó hơi phồng lên một chút. Các bạn nhìn thấy không? Mời các bạn nhá. Thịt vịt rất là mềm luôn các bạn ạ. Ăn rất là ngon luôn các bạn ạ. Chỗ này là mình ăn cái phần da mà nó hơi được quay già một chút ấy. Ăn nó có vị thơm của cái thịt da nó hơi cháy xém. Vị ngọt của thịt, chua chua của nước dùng. Đấy chỗ này là mình thân thôi. Ăn rất ngon luôn mà mình có cảm giác đôi chút vị ngậy của thịt nữa. Lớp da rất là mỏng nhá. Không có nhiều mỡ. Đây. Ăn rất ngon luôn các bạn ạ.
cái này để ăn thêm thì rau này. Ở đây có cả rau dền chua này các bạn này. Cái này mình thấy rất là ít có các cái nhà hàng trong trung tâm. Vùng chó này, cái này thì là rau ăn thường xuyên với cả vịt rồi. Mời các bạn nhá. Ăn rau vào, nó có vị chua của rau dền chua ăn ngon lắm. Ăn rất là khác biệt luôn. Đây, bây giờ mình sẽ ăn một miếng thịt vịt luộc. Hình như là nó gần ở lách ấy. Đây, chúng ta có thể thấy rằng này, cái da của con vịt này nó rất là mỏng. Trời ơi, ăn thịt vịt này rất là mềm luôn các bạn ạ. Nhưng mà nó vẫn giữ được hơi chút cái độ dai của thịt ấy. Ăn cảm giác rất ngon luôn. Mời các bạn nhá. Quá đỉnh. Thịt vịt ăn rất là ngon luôn các bạn nhé. Nếu mà chúng ta ăn ở đây ý, thì là một đĩa này nửa con là có giá là 100.000 cho cả nướng và cả luộc này. Còn nếu như mà các bạn mua về ý, thì là một con chỉ có giá là 170.000 thôi các bạn nhé. Mình có gọi thêm tiết canh. Đây là tiết canh vịt các bạn ạ. Bát tiết canh này có giá là 20.000 các bạn nhé. Ở đây thì người ta lại cho lạc nó riêng ra để ai thích ăn lạc nhiều thì ăn, ai thích ăn ít thì ăn. Ok, mình thấy thế này thôi. Mời các bạn nhé. Ăn tiết canh vịt này thì nó có một điều nó khác biệt hoàn toàn so với tiết canh lợn các bạn ạ. Ăn nó mềm hơn và nó có nhiều nước hơn. Nếu mà nói về đánh tiết canh ấy, thì đánh tiết canh vịt này khó hơn tiết canh lợn rất là nhiều. Khi mà ăn tiết canh này cho vào miệng thôi một cái là nó đã tan ra, cảm giác như tan ra thành nước ngay rồi. Thực sự là bạn nào mà hay ăn tiết canh ấy, mình tin chắc 100% là các bạn nghiện món tiết canh này. Ăn rất là dễ ăn, tiết canh mềm, tan ra, kèm theo đó là cái vị thơm của lá gan, vị thơm của lạc, chua chua của chanh và giòn giòn của những cái đồ nội tạng cá thái bụng người ta cho vào đây này. Ăn rất là dễ chịu luôn ấy. Cái món ăn này thì em thấy nạ hơn ở cái chỗ của em. Nó có cái vị ngọt nhiều hơn và cái độ thịt người ta cho nhiều hơn nữa anh ạ. Tiết canh thì em thấy mùi vị cũng khá là ok, nó không bị tanh.